Mở quán ăn gần 5 năm tại đây, chị Hà thường xuyên chứng kiến các hành vi vứt rác bừa bãi và cứ thế khoảng đất trống này bỗng dưng thành bãi rác tự phát. Hồi xưa là rất là nhiều, tại vì họ cứ rác ở nhà họ cũng đem ra đây, họ quăng buổi xa, buổi ban ngày cũng có mà buổi tối cũng có nữa, thậm chí chiều chiều tối là có người chở rác cái quăng vô đó. Quăng vô lâu lâu cái là bên phường phải cho vận động bên phụ nữ bên này kia ra dọn, cái tội nghiệp ta lắm, nhiều lắm luôn. Đường Nguyễn Thị Kiêu, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tại vị trí tôi đang đứng, theo chia sẻ của người dân, khu vực này trước đây luôn đầy ắp rác. Tuy nhiên, cách đây khoảng một năm, kể từ khi Ủy ban nhân dân phường Thới An cấm biển cảnh báo là khu vực có camera quan sát cấm đổ rác, thì tình trạng này đã được cải thiện một cách đáng kể. Theo đại diện phường An Thới, quận 12, hiện trên địa bàn đã lắp 142 mắt camera, vừa để phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, vừa hỗ trợ phát hiện các hành vi xả rác bừa bãi. Ngoài ra, hội phụ nữ cũng như các lực lượng dân phòng cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nên bước đầu cũng có hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, để xử phạt triệt để được các hành vi này thì vẫn còn nhiều khó khăn. Có những cái khó khăn đơn cử như trường hợp đối tượng họ vứt rác, họ đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm thì cũng khó khăn trong việc xác minh, hoặc là cái thời điểm họ vứt rác là buổi tối. Các chuyên gia cũng đánh giá đề xuất xử phạt nguội các hành vi xả rác là cần thiết nhưng hiện vẫn còn thiếu điều kiện. Đơn cử như việc đầu tư hệ thống camera rất tốn kém, đòi hỏi chất lượng độ phân giải và phí bảo trì hàng năm. Ngoài ra, việc xác minh các đối tượng có hành vi xả rác cũng là vấn đề không đơn giản. Do đó, để đề xuất này khả thi thì phải cần nhiều giải pháp đồng bộ của các cơ quan ban ngành.